Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với số côn nhịp khúc của Toản. Thì hôm nay Toản sẽ nói riêng về những mẫu côn nhịp khúc dành cho những bạn nào là mới tập nha. Mới tập côn thì rất dễ bị chấn thương, và mới tập côn thì nếu mà dây dài quá hoặc dây ngắn quá thì các bạn cũng rất chỉ là khó tập. Nên đây là đều là những mẫu côn dành cho những bạn nào mà mới học nha các bạn. Thứ nhất là mình sẽ chia sẻ với các bạn là từ đây qua đây đều là những mẫu côn dành cho những bạn nào mới học. Thì có những bạn nào thích nói về cái dòng mà an toàn nhất đi, đây là bọc mút, loại này có 160, có hai màu, màu vàng và màu đen cho bạn nào mới học nha. Đây, màu vàng màu đen đều là một dây xích, nhưng mà loại này là 200 nha. Loại này nhìn vậy thôi mà là mắc hơn, các bạn xem rõ này. Loại đây này nó khác ở chỗ đầu trục xoay này, loại này thì là 200, nó mắc hơn là mắc hơn cái khớp xoay này này. Đấy, còn chỗ này là khiên xoay nha, chỗ này là khiên xoay nhưng vẫn xoay bình thường nha, vẫn xoay tròn bình thường nha, vẫn linh hoạt nha các bạn. Đây rồi, ok, dòng này là 160, dòng này mắc hơn có khớp xoay là 200. Rồi còn dòng silicon nhựa nha các bạn, dẻo, tập rất chỉ là an toàn. Nói chung là dòng này là cái an toàn nhất là bóng mút, rồi sau đó là an toàn số 2 là côn nhựa silicon. Thì dòng này đặc biệt với các bạn là nó an toàn, mua một lần mà dùng cả đời. Dòng này là bền nhất trong các loại côn mà dành cho người mới học, cũng có 160 thôi. Nhưng mà dòng này thì mắc hơn, màu đỏ này thì là mắc hơn. Đấy, màu đỏ này cũng là dẻo nhưng mà dẻo của nó là dẻo hơi cứng hơn so với dẻo màu xanh. Nên là dòng này có thể là mang đi, có thể là tập luyện và có thể là vụt thực chiến được. Nên là dòng này mắc hơn là 180 nha các bạn, màu đỏ này. Còn những bạn nào mà yêu thích côn gỗ thì có dòng này nha các bạn đây. Cái này thì là 170, đầu to đầu nhỏ. Đây là đầu nhỏ, đầu to 30, đầu nhỏ là 26. Đây là côn gỗ cầm xe nha các bạn. Đấy, côn gỗ dành cho bạn nào mới tập thì nó sẽ, đầu nó sẽ tròn theo kiểu Lý Tiểu Long, thì nó sẽ an toàn cho các bạn khi mà vụt, lỡ vụt vào đầu vào tay nha. Còn bạn nào mà thích dây xích khớp xoay, côn có dây xích khớp xoay bằng nhựa silicon có luôn, màu xanh và màu đỏ nha các bạn. Đây, cho các bạn luôn. Đấy, đều là côn silicon hết, ok lắm. Rất chỉ là bền, nói chung là mua cái loại này là mua một lần là dùng cả đời luôn đấy, không phải mua lần thứ hai nữa. Nếu mà mua dòng dây xích khớp xoay này không phải thay dây xích là một, không hỏng được côn nữa là hai, là anh em yên tâm. Dây xích thì dây xích lắp 4 ly nữa nên không có hỏng được nha các bạn, rất chỉ là bền. Đó là những cái mà mình giới thiệu sơ qua để anh em nắm bắt được. Cái này thì là 280, còn cái này thì là 260 đó anh, còn cái này là 170. Hình như là mình báo giá hết rồi, anh em ngắm nào là anh em thích cái nào. Ví dụ như tôi thích côn bằng mút đó, hoặc là các em nhỏ thì nên dùng côn như nó bằng mút đó. Ví dụ như các anh lớn thì bây giờ tôi lại thích côn nhựa silicon, nó vừa bền hơn vừa an toàn, mà quan trọng nhất là mình xài được lâu, côn nhựa silicon. Và bạn nào là còn muốn thêm dây xích khớp xoay để dễ loan côn hơn thì cho nó bền hơn nữa và mua một lần dùng cả đời thì mua lấy cái loại silicon dây xích khớp xoay nha. Đó, mình khi nãy mình báo giá hết rồi, bạn nào mà quên thì có thể xem lại video nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toản. Nếu bạn nào đặt hàng thì Toản có để số điện thoại của Toản trên màn hình cho anh em là gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo để đặt hàng riêng với Toản nha, để Toản ship cho các bạn. Bạn nào mà mua 2 cây trở lên thì được miễn phí ship hàng, mua lẻ một cây để ship có 25.000 thôi nha các bạn. Hôm qua có một anh mà bảo ship 25.000 cơ, ship 25.000 là quá rẻ luôn. Tất cả các bên ship mình nói với các bạn là có bên này 35.000, bên 30.000, nhưng mà bên ship mà mình đang làm việc đây này là mình gửi đơn rất chỉ là nhiều, trong vòng một ngày là người ta hỗ trợ cho mình là đơn 25.000 một đơn hàng, là rất rẻ, là côn nhịp khúc này là có 25.000. Nên là anh em thấy được cái giá ship có 25.000 là quá tuyệt vời. Bằng một cái mình nói các bạn có thể là đặt hàng ở đâu cũng vậy, các bạn để ý trên kể cả trên TikTok cũng vậy, trên TikTok ship của nó là phải tầm 450.000, TikTok là ship cao nhất trong các loại ship luôn đấy. Nếu mà người bình thường, trừ khi là shop nào shop lớn có đàm phán, giống như shop của mình có đàm phán với bên ship thì mới được cái giá ship là rẻ như vậy nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.